Bình Dương, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An xin doanh nghiệp 500 triệu để đón Tết. Mỹ phá kỷ lục thế giới về số ca mắc COVID-19 trong một ngày. Tòa tháp chọc trời ở Mỹ cứ mỗi năm nghiêng 7,5 cm. Mãi bắt Pokemon thay vì bắt cướp, hai cảnh sát Mỹ bị sa thải. Gần 1.000 thùng sữa Litva gửi Đài Loan bị Trung Quốc giữ gần 2 tháng mới cho thông quan. Đối thủ của Việt Nam tính kế xuất hoa quả tươi sang Trung Quốc bằng đường cao tốc Lào-Trung. Trung Quốc theo dõi chặt chẽ bất cứ điều gì Nga làm với Ukraine. Xin chào quý vị, tiếp theo là nội dung chi tiết của một tin tổng hợp tối ngày 11 tháng 1 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Bình Dương, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An xin tiền doanh nghiệp để tiêu Tết. Ngày 11 tháng 1, trao đổi với truyền thông trong nước, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ văn bản lan truyền trên mạng được cho là của Chánh văn phòng thành phố gửi cho doanh nghiệp để xin tiền Tết. Trong văn bản có đóng dấu ký tên ông Đoàn Tấn Dũng, Chánh văn phòng thành phố Thuận An ký đã đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền với lý do rất chung chung. Văn bản nêu, để giúp đơn vị hoàn thành công việc cần thiết và tập thể văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đang họp trên tỉnh và khi kết thúc cuộc họp sẽ cho kiểm tra ngay với văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Về góc độ Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An khẳng định không có chủ trương xin tiền doanh nghiệp như trên, ông Tâm cho biết. Đáng chú ý, trong văn bản chỉ với công ty LP nhưng văn bản đề nghị hỗ trợ cụ thể số tiền lên tới 500 triệu đồng. Báo Tuổi Trẻ đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại của ông Đoàn Tấn Dũng để làm rõ thông tin nhưng chưa được phản hồi. Theo giải thích của văn phòng thành phố Thuận An là chỉ phát hành văn bản với công ty LP sau khi doanh nghiệp chủ động muốn hỗ trợ và yêu cầu có văn bản nhưng thực tế không hẳn như vậy. Có những doanh nghiệp lớn khác cũng nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ tiền Tết với cùng lý do, cùng câu từ như văn bản gửi công ty LP chỉ khác nhau về số tiền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, trong bối cảnh doanh nghiệp, người lao động khó khăn vì COVID-19 thì nếu có việc xin tiền doanh nghiệp như văn bản lan truyền là phản cảm. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Mỹ phá kỷ lục thế giới về số ca mắc COVID-19 trong một ngày. Theo Reuters, Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày kỷ lục sau khi nhiều bang không báo cáo hồi cuối tuần trước. Kỷ lục trước đó là 1,03 triệu ca mắc COVID-19 trong một ngày ở Mỹ vào ngày 3 tháng 1. Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong một tuần tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong 2 tuần qua, lên hơn 700.000 ca trong một ngày. Thủ đô Washington DC đang dẫn đầu về số ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua, tiếp theo là Rhode Island, New York, New Jersey. Đáng chú ý, Mỹ vào ngày 10 tháng 1 cũng chứng kiến số trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở mức kỷ lục, hơn 135.500 trường hợp so với kỷ lục 132.051 trường hợp nhập viện trong một ngày được thiết lập vào tháng 1 năm ngoái. Số trường hợp nhập viện tăng đều đặn từ cuối tháng 12 năm ngoái và lên gấp đôi trong 3 tuần qua sau khi biến thể Omicron nhanh chóng vượt qua biến thể Delta, trở thành biến thể chiếm ưu thế ở Mỹ. Tỷ lệ tử vong COVID-19 trung bình ở Mỹ hiện là 1.700 ca trong một ngày, tăng từ khoảng 1.400 ca những ngày gần đây. Các quan chức y tế Mỹ cảnh báo số ca mắc COVID-19 tăng mạnh có thể gây áp lực cho các bệnh viện giữa thời điểm thiếu hụt nhân viên y tế. Tòa tháp chọc trời ở Mỹ cứ mỗi năm nghiêng 7,5 cm. Theo trang The Guardian Anh, tháp Millennium nổi tiếng ở San Francisco, Mỹ đang tiếp tục sụt lún và bị nghiêng sang một bên khoảng 7,5 cm mỗi năm. Ông Ron Hamburger, kỹ sư của tòa nhà, nói rằng trong vài năm tới, nếu tình trạng nghiêng tiếp diễn với tốc độ như hiện nay, thang máy và hệ thống ống nước của tòa nhà sang trọng 58 tầng này có thể sẽ phải ngừng hoạt động. Vào năm 2019, tòa tháp chọc trời Millennium rầm rộ khai trương với hơn 400 căn hộ nhanh chóng được bán hết với tổng giá trị lên tới $750. Tuy nhiên, đến năm 2016, tòa nhà đã bị lún 40 cm. Ngoài ra, dù đã chi hàng trăm triệu đô la để sửa chữa, tòa nhà càng bị nghiêng nhanh hơn. Thậm chí, tòa chung cư cao nhất San Francisco này từng bị so sánh đùa với tháp nghiêng Pisa. Việc tòa nhà bị sụt lún và nghiêng sang một bên đã gây ra cuộc chiến pháp lý giữa các chủ sở hữu căn hộ, chủ đầu tư tòa nhà và dự án lân cận. Trong những vụ kiện đầu tiên, một số cư dân lập luận rằng những căn hộ từng được định giá cao tới $5,1 triệu giờ đây dường như không còn giá trị gì.
Nhà phát triển Millennium Partners vào thời điểm đó đổ lỗi tình trạng sụt lún là do việc xây dựng trạm trung chuyển Transbay bên cạnh gây xói mòn đất. Vào năm 2020, một thỏa thuận bí mật đã được ký kết, bao gồm kế hoạch chi 100 triệu đô la để sửa chữa tòa nhà và bồi thường cho các chủ sở hữu căn hộ về các thiệt hại liên quan. Tuy nhiên, tòa nhà vẫn tiếp tục lún và nghiêng trong quá trình sửa chữa. Mãi bắt Pokemon thay vì bắt cướp, hai cảnh sát Mỹ bị sa thải. Hai sĩ quan cảnh sát ở Los Angeles, bang California, Mỹ bị sa thải vào ngày 10 tháng 1. Nguyên nhân bị cho nghỉ việc là do họ mải chơi game Pokemon Go. Người chơi phải đi bộ bắt Pokemon mà không phản ứng với vụ cướp ở gần họ. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 2017, khi đó hai viên cảnh sát Luis Lozano và Eric Mitchell đi khắp các con phố để săn tìm Pokemon trong trò Pokemon Go. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lozano và Mitchell trong xe hơi cho thấy họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu ở cửa hàng gần đó tại thành phố Los Angeles, nhưng họ lại quyết định lái xe đi vì phát hiện một con Pokemon. Sĩ quan Mitchell nói với Lozano rằng một con Snorlax vừa xuất hiện. Tài liệu của cảnh sát cho biết, Snorlax là một loài Pokemon có kích cỡ lớn, nổi tiếng vì tính ham ngủ và sự đáng yêu. Trong khoảng 20 phút tiếp theo, đoạn ghi âm ghi lại việc hai viên cảnh sát thảo luận về trò chơi trong lúc lái xe tới nhiều địa điểm khác để bắt thêm Pokemon. Cả Lozano và Mitchell sau đó thừa nhận không phản ứng lại vụ cướp nhưng phủ nhận đã chơi game. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm của California không tin lời giải thích của họ và hai viên cảnh sát đã bị sa thải vào ngày 10 tháng 1. Pokemon Go là một trò chơi tương tác ảo được Niantic phát hiện. Người chơi dùng điện thoại thông minh và di chuyển liên tục để bắt những con Pokemon dưới hình dạng 3D, sau đó huấn luyện và tham gia vào các trận chiến. Trò chơi tạo nên cơn sốt trên toàn cầu sau khi phát hành vào năm 2016 và khiến hàng triệu người dán mắt vào điện thoại để săn lùng những sinh vật kỳ diệu. Pokemon Go phổ biến tới mức một số cơ sở quân sự cảnh báo quân nhân về nguy cơ tiềm ẩn khi chơi trò chơi tại căn cứ. Truyền thông Anh HSBC có liên hệ với các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Anh gần đây tiết lộ rằng ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Anh HSBC đã mua lại phần lớn cổ phiếu của một công ty Trung Quốc mà đã bị Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo báo The Times của Anh vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, HSBC đã mua 2,2 triệu bằng Anh, khoảng 2,97 triệu đô la Mỹ cổ phiếu của tập đoàn Thiên Nhiê Tân Cương cho một khách hàng ẩn danh và tiếp tục hoạt động như người trông coi nó. Điều này có nghĩa là HSBC kiếm tiền bằng cách nắm giữ các cổ phiếu này và chịu trách nhiệm bảo quản an toàn cho các cổ phiếu. Tập đoàn Tân Cương Thiên Nhiê là một trong những công ty niêm yết của Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập đoàn này chủ yếu kinh doanh các sản phẩm nhựa và sản phẩm hóa chất. Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, còn được gọi là Tổng công ty Tập đoàn Xinjiang Trung Quốc, là một quân đoàn sản xuất và xây dựng được thành lập bởi quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 1954. Theo The Times đưa tin, Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương có liên quan trực tiếp đến các vụ lạm dụng nhân quyền như cưỡng bức chuyển giao lao động ở Tân Cương. Vào tháng 7 năm 2020, chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đoàn Tân Cương và hai quan chức của quân đoàn này, theo đạo luật Magnitsky, với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quyền của người thiểu số. Quân đoàn hiện đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khác từ chính quyền Biden. Chính quyền Biden đã cáo buộc họ đồng lõa với lao động cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cấm tất cả các công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả những người làm việc cho các công ty nước ngoài như HSBC, tham gia vào các giao dịch hoặc dịch vụ liên quan đến quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương. Theo một báo cáo năm 2021 của Đại học Sheffield Hallam, Anh, cho thấy Tân Cương Thiên Nhiê tham gia vào một loạt các dự án xóa đói giảm nghèo, bao gồm các chương trình chuyển đổi lao động và đào tạo nghề. Báo cáo của The Times cho rằng cái gọi là chương trình xóa đói giảm nghèo là một cách nói ngụy biện cho sự đàn áp của người Duy Ngô Nhĩ. HSBC từ chối trả lời liệu có bất kỳ nhân viên Hoa Kỳ nào biết hoặc tham gia vào giao dịch chứng khoán ở Tân Cương hay không, nhưng nói với The Times rằng ngân hàng tuân thủ tất cả các quy định liên quan của luật an ninh quốc gia Hồng Kông và luật trừng phạt cho rằng HSBC chỉ giữ khách hàng được giao dịch thông qua kết nối chứng khoán Thượng Hải, Hồng Kông và HSBC tuân thủ tất cả các luật và quy định trong khu vực pháp lý mà HSBC hoạt động. Bình luận về vấn đề này, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch lao động cưỡng bức là một ví dụ khác về việc một công ty nhắm mắt làm ngơ trước nạn diệt chủng và nô lệ vì lợi nhuận. Cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Ian Duncan Smith cho biết xu thế doanh nghiệp quỳ gối trước lợi nhuận vẫn tồn tại ở một số công ty ở Anh. Xét cho cùng, HSBC dường như ngày càng có xu hướng chia sẻ số phận của chính phủ độc tài Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông tại Hồng Kông vào tháng 7 năm 2020, HSBC cho biết họ sẽ tuân thủ luật này. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khi đó nói rằng các quyền của người dân Hồng Kông không nên hy sinh bởi tiền thưởng của các chủ ngân hàng.
HSBC được thành lập tại Hồng Kông vào năm 1865, tiền thân là Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và chuyển trụ sở chính đến London vào năm 1993. Trong 10 năm qua, HSBC đã chuyển trọng tâm của mình trở lại Hồng Kông, nơi hơn một nửa lợi nhuận của ngân hàng này đến từ Hồng Kông. Gần 1.000 thùng sữa Litva gửi Đài Loan bị Trung Quốc giữ gần 2 tháng mới cho thông quan. Báo Taiwan News đưa tin, một container vận chuyển gần 1.000 thùng sữa Litva bị Hải quan Trung Quốc giữ hơn 2 tháng đã được chuyển vào Đài Loan hồi cuối tháng 12 năm 2021. Sau khi 920 thùng sữa được thông quan, chúng đã được chuyển đến một công ty thực phẩm ở Đài Loan để lưu kho bảo quản trước khi đưa vào sử dụng. Vị CEO của công ty cho biết, cuối cùng họ đã có thêm nguyên liệu để làm trà sữa kiểu Hồng Kông hoặc bán cho các quán cà phê phong cách Hồng Kông. Theo vị CEO Đài Loan, do chất lượng tốt và giá cả của sữa Litva rất cạnh tranh nên các công ty Đài Loan hợp tác với các nhà sản xuất Litva. Vị CEO cũng cho biết họ sẽ chuẩn bị bao bì đặc biệt cho loại sữa này với quốc kỳ Litva ở vị trí nổi bật. Đối thủ của Việt Nam tính kế xuất hoa quả tươi sang Trung Quốc bằng đường cao tốc Lào-Trung. Thái Lan dự định đàm phán với chính phủ Trung Quốc để được vận chuyển hoa quả tươi bằng tàu cao tốc Lào-Trung trong mùa thu hoạch tới. Theo Bangkok Post, Thái Lan có kế hoạch đàm phán với chính phủ Lào và Trung Quốc về việc thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực hậu cần và vận tải hàng hóa thông qua tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung với kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu hoa quả tươi. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit hôm 10 tháng 1 cho hay nếu nước này đạt được thỏa thuận hợp tác về hậu cần và vận tải hàng hóa thông qua tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung thì trao đổi thương mại xuyên biên giới tổng thể giữa Thái Lan và Lào-Trung Quốc cũng sẽ được đẩy mạnh. Tuyên bố của Bộ trưởng Jurin được đưa ra sau chuyến thăm trạm kiểm soát hải quan tại cầu Hữu Nghị, Thái-Lào ở tỉnh Nong Khai và cuộc gặp gỡ các đại diện của Phòng Thương mại Thái Lan cùng các công ty tư nhân vùng Đông Bắc nước này. Theo ông Jurin, Bộ Thương mại Thái Lan đang xúc tiến chiến lược thương mại biên giới để tận dụng dự án tàu cao tốc Lào-Trung vừa chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 12 năm 2021. Dự án này cũng hướng đến mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu và thương mại xuyên biên giới của Thái Lan. Hiện tại, Trung Quốc chỉ cho phép vận chuyển các loại hàng hóa như quặng kim loại, cao su và các mặt hàng từ củ sắn qua đường cao tốc. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết, chúng tôi dự định đàm phán với chính phủ Trung Quốc để được vận chuyển hoa quả Thái Lan bằng đường sắt trong mùa thu hoạch tới, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. Cuối tháng trước, chính phủ Thái Lan đã thành lập một hội đồng chuyên trách do Bộ Giao thông Vận tải nước này đề xuất nhằm phối hợp tốt hơn với các cơ quan giao thông vận tải ở Lào về kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt liên kết hai nước láng giềng. Tuyến đường sắt này là một phần của dự án đường sắt cao tốc liên kết hệ thống đường sắt của Thái Lan với tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung kết nối giữa thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và thủ đô Viêng Chăn của Lào. Tuy nhiên, ông Aad Pisanwanik, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế tại Trường Đại học trực thuộc Phòng Thương mại Thái Lan, gần đây đã cảnh báo rằng tuyến đường sắt mới có thể mở đường cho một làn sóng nhập siêu từ Trung Quốc bao gồm hoa quả tươi, trái cây và các sản phẩm khác do sản phẩm từ Trung Quốc dễ vào Thái Lan hơn trước. Ông Aad đề xuất Thái Lan nên tăng tốc xây dựng các cơ sở hạ tầng quan trọng như trung tâm phân phối, cảng cạn, đồng thời cho rằng Thái Lan nên xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu để tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng. Trung Quốc theo dõi chặt chẽ bất cứ điều Nga làm với Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, ở một cấp độ chiến lược, tình hình Nga-Ukraine có thể mang lại cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một cơ hội vô giá để quan sát cách NATO phản ứng trước hành động xâm lược quân sự công khai ở khu vực ngoại vi của NATO. Trong khi phương Tây đang đánh giá xem liệu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có xâm lược miền đông Ukraine hay không, thì ông Tập cũng đang quan sát các diễn biến tại khu vực đó. Về phía Trung Quốc mà nói, Ukraine là một đại diện thuận tiện để mô phỏng Đài Loan. Cách NATO phản ứng trước hành động gây hấn của Nga sẽ đóng vai trò như một thước đo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc tính toán cách Hoa Kỳ và mạng lưới các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có thể phản ứng như thế nào trước các hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Đài Loan. Ở cấp độ hoạt động quân sự và chiến thuật, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể có được cái nhìn sâu sắc vô giá từ cách các lực lượng vũ trang Nga di chuyển chống lại lãnh thổ Ukraine ra sao. Khi chính quyền Biden và NATO tham gia các cuộc đàm phán an ninh về Ukraine với các đối tác Nga, phương Tây nên cân nhắc thông điệp mà họ định gửi tới Điện Kremlin và Trung Nam Hải. Như Jonathan Hillman của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là một mối quan hệ khó xử. Mặc dù có sự khác biệt rõ ràng về lợi ích quốc gia, nhưng Trung Quốc và Nga đều có điểm chung về các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ chống lại các mối đe dọa từ phương Tây. Ông Tập và Putin công khai thể hiện mối quan hệ có vẻ thân thiện giữa hai bên. Họ đã gặp nhau hơn 30 lần kể từ năm 2013, bao gồm cả cuộc trò chuyện trực tuyến vào tháng 12 năm 2021. Cuộc gặp của họ được cho là để đáp trả hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, hội nghị mà cả Trung Quốc và Nga không được mời dự.
Trong hội nghị truyền hình đó, ông Tập tuyên bố, chúng tôi kiên quyết ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau và bảo vệ phẩm giá của mỗi quốc gia. Tuyên bố của ông được cho là vế trước ám chỉ đến Đài Loan, vế sau đại diện cho sự che chở của EU và NATO đối với Ukraine. So ra thì thấy sự đe dọa của Nga đối với Ukraine và sự đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan là ngang nhau. Nga và Trung Quốc là hai cường quốc theo chính sách phục thù. Cả hai đang đe dọa xâm lược quân sự để chiếm lại lãnh thổ mà họ coi lẽ ra là của họ một cách chính đáng, nhưng bị mất bởi sự kết hợp của thủ đoạn nội công ngoại kích có sự phối hợp đồng bộ trong đánh ra, ngoài đánh vào. Ukraine và Đài Loan là những nền dân chủ sôi động với nền kinh tế thị trường tự do mà các nước láng giềng khổng lồ ở biên giới nhòm ngó với việc vừa đòi hỏi yêu sách chủ quyền vừa gây ảnh hưởng lên lãnh thổ. Do đó, cả Kyiv và Đài Bắc đều phải dựa vào phương Tây để được hỗ trợ quyền lực mềm lẫn quyền lực cứng trước sức ép ngày càng tăng từ các lực lượng từ bên ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc có gót chân Achilles, do đó là việc phụ thuộc vào Nga để giảm thiểu những điểm yếu trong lực lượng quân sự của họ. Điều này cũng không phải là điều mới lạ gì. Vào năm 2018, Trung Quốc đã cử khoảng 3.000 quân với khí tài quân sự đến quân khu phía đông của Nga để cổ vũ tập trận Vostok. Đây cũng là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất kể từ năm 1981 trên đất Nga. Việc dàn quân này mở đầu cho một chuỗi các cuộc tập trận kết hợp hàng năm giữa hai nước. Vào năm 2021, Trung Quốc và Nga đã tổ chức cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ của hai nước tại căn cứ huấn luyện chiến thuật phối hợp ở khu tự trị Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc trong một động thái mà Bắc Kinh cho là thể hiện sự hợp tác sâu sắc giữa quân đội hai bên. Các chuyên gia nhận định rằng, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột sẵn sàng triển khai hàng nghìn quân vượt ra ngoài biên giới của mình và sau đó cho phép một số lượng quân nước ngoài đối ứng di chuyển vào trong lãnh thổ của mình có thể được giải thích là một phần nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu kinh nghiệm rõ ràng trong hoạt động quân sự của Trung Quốc trong những năm gần đây. Ngoài việc học hỏi các phương pháp hay nhất của Nga, Trung Quốc có thể chứng kiến quá trình thực thi của Nga ra sao và sự thành, bại liên quan đến các khái niệm chiến thuật quân sự mới sẽ như thế nào. Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ từ lâu đã cho rằng một phần trong chiến dịch xung đột quân sự chống lại Đài Loan sẽ bao gồm một cuộc phong tỏa hải quân đối với hòn đảo này, nhưng thay vào đó, người Trung Quốc có thể đi theo sự dẫn dắt Nga. Trong cuộc chiến Crimea, khi những đặc nhiệm Nga đeo mặt nạ xâm nhập Crimea vào đầu năm 2014, Nga đã có lập nhiều căn cứ hải quân mà không cần bắn một phát nào. Trung Quốc có thể không sử dụng mô hình này trong một cuộc xâm lược Đài Loan trong tương lai. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể xâm nhập Đài Loan theo kiểu trận chiến Bulge. Trận chiến Bulge diễn ra trong giai đoạn cuối năm 1944, đầu năm 1945, trận chiến cuối cùng trong cuộc tấn công của Đức trên mặt trận phía Tây trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đức phản công bất ngờ để phá thủng trận tuyến của đồng minh. Báo chí phương Tây gọi trận đánh này là trận chiến Bulge. Bulge nghĩa là phình ra, vì khi nhìn trên bản đồ quân sự, quân Đức chọc thủng được một lỗ hổng lớn và tràn sang khu quân sự của đồng minh, tạo nên một mũi dùi tương tự như một khối u sưng. Nếu Trung Quốc áp dụng chiến thuật trận chiến Bulge đối với Đài Loan, Trung Quốc sẽ sử dụng các lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện và trang bị để xâm nhập hòn đảo và có thể chọc thủng một lỗ hổng lớn và biến thế trận Đài Loan trở thành một sự đã rồi mà không cần phải huy động lượng lớn tàu, máy bay và binh lính như nhiều người đã dự tính trước đó cho một cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc đối với Đài Loan. Ở cấp độ chiến lược, tình huống Nga-Ukraine mang lại cho ông Tập một cơ hội vô giá để quan sát cách NATO phản ứng trước hành động xâm lược quân sự công khai ở khu vực rìa NATO. Mỹ có mạng lưới rất lớn các đồng minh và đối tác châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu NATO, một tổ chức được thành lập để chống lại các mối đe dọa của Liên Xô, không đối đầu với sự hiếu chiến của Nga, thì ông Tập có thể xóa sổ các liên minh châu Á của Mỹ. Bất kỳ sự thiếu kiên quyết nào ở Washington hoặc Brussels trong việc giúp Ukraine tránh xa tác nhân gây phương hại từ Nga có thể báo hiệu một số phận tương tự cho Đài Loan. Khi chính quyền Biden làm việc với các đồng minh châu Âu để xây dựng một chiến lược răn đe đáng tin cậy trong các cuộc đàm phán sắp tới, Ukraine không nên là mục tiêu nhất trong chương trình nghị sự mà có thể họ cần bàn thêm về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.